xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với lại kênh của Tân Thạch Vlog ha. Lời nói đầu tiên thì cho xin cảm ơn tất cả các bạn đã click vào xem video của Thạch ha. Trước mắt của các bạn đây là những cái con Vision hiện tại đang rất là hot nhất hiện tại thị trường Việt Nam hiện nay ha. Đây, những cái con này là những cái con màu sơn 3D. Nó có tới 2-3 màu vậy nha các bạn. Màu này là màu trắng xanh nè, còn bên đây là trắng hồng nè. Nó phối lại hai màu nhìn rất là đẹp luôn ha. Thì và một số màu khác dùng màu xanh, màu hồng, màu xanh nhám, màu tím thì đầy đủ tất cả các màu luôn ha. Thì hôm nay sẽ cập nhật giá xe và báo giá từng phiên bản cho các bạn luôn. Rồi đây trước mặt các bạn đây là cái con màu trắng này là màu trắng zin nha các bạn. Đó, phiên bản này là phiên bản cao cấp nè. Mâm của nó là mâm màu bạc là phiên bản cao cấp ha. Thì hiện tại cái con xe này phiên bản cao cấp đang có giá là 34.500. Kế tiếp đây là cái con này là phiên bản đặc biệt này các bạn. Được lên là chìa khóa của nó là chìa khóa xì mắt khay ha. Màu này ra là màu trắng xanh, cà vẹt nó cũng sẽ ra là màu trắng xanh luôn nha các bạn. Đó. Thì các bạn mua những cái màu sơn 3D này á thì bên cửa hàng của Thạch sẽ ra giấy tờ này kia hợp lệ đi đường cho các bạn luôn nha. Thì hiện tại nếu như mà các bạn lấy con phiên bản đặc biệt này thì đang có giá là tầm khoảng là 37 đến 38 triệu. Thì lấy cái con phiên bản này thì mình sẽ mắc hơn những cái con phiên bản thường thì tầm khoảng 2 triệu đối với những cái phiên bản khác ha. Kế tiếp này nữa là cái con phiên bản này là phiên bản màu tím nè các bạn, xanh tím nè, nhìn rất là đẹp luôn ha. Màu xanh tím thì những cái con phiên bản đặc biệt á thì cách nhận biết của nó là cái phiên bản đặc biệt á là mâm của nó là mâm màu đen, còn đối với con phiên bản mà phiên bản cao cấp á thì mâm của nó là mâm màu bạc ha. Rồi thì là sẽ quay một vòng về lại bên đây nữa cho các bạn xem ha. Thì bên cái hàng Thạch á thì chuyên tất cả cái dòng xe luôn, Yamaha, Honda hay là Suzuki đầy đủ tất cả luôn. Chuyên về những dòng xe nhập khẩu luôn nè. Đây kế bên đây á thì có cái con Vision, phiên bản này là phiên bản cá tính nha các bạn. Đối với hai con phiên bản cá tính này á, thì hiện tại á, là nó sẽ cái về cái phần độ cao thì nó sẽ cao hơn những cái con phiên bản là Vision cao cấp hoặc là đặc biệt nha các bạn. Nó thì cái về cái độ cao là cái mâm nè, cái mâm nó sẽ cao hơn nè các bạn coi nè. Cái mâm của con phiên bản cao cấp với lại con phiên bản cá tính nè nó sẽ khác nhau ha, với lại nó cái độ cao nó sẽ cao hơn. Với lại cái phần yên nó cũng cao hơn nha các bạn. Phần yên phần phục nó cũng cao hơn nữa. Rồi thì bên cái hàng Thạch nó hiện tại đang bán hai con Vision phiên bản màu đen với lại màu xám xi măng này hiện tại đang có giá là 38.500. Giá xe Thạch báo đã bao gồm thuế VAT này kia đầy đủ hết rồi ha các bạn. Kế tiếp đây là cũng là cái con Vision phiên bản này là phiên bản cao cấp nè. Rồi cá tính nè, nó đầy đủ hết á. Rồi có màu xanh, màu đỏ với màu đen này, hai con này là con phiên bản màu zin luôn nè các bạn. Đó. Màu đỏ và màu đen bóng ha. Nó bạn nào mà cần muốn mua dòng xe nào thì cứ liên hệ trực tiếp với Thạch. Thì bên cửa hàng của Thạch đó thì có đầy đủ tất cả các dòng xe luôn. Thì số điện thoại Thạch sẽ ghi ở dưới phần mô tả hoặc là ở bên dưới phần bình luận ha. Thì bạn nào muốn mua xe cứ liên hệ trực tiếp nha. Giá xe Thạch báo là bao gồm giấy tờ này kia hết rồi. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.